Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin. Một cô gái người Trà Vinh đi bộ gần 2.500 km dọc Việt Nam trong 51 ngày. Cô gái tên là Ngọc Hân, 23 tuổi, đánh dấu tuổi trẻ bằng hành trình đi bộ từ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau. Ngọc Hân trở lại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai sau hành trình đi bộ xuyên Việt của mình. Xuất hiện tại điểm hẹn với Dinh, cô gái 23 tuổi đúng chất dân phượt với mũ lưỡi trai, giày thao và chiếc áo phông màu cho bụi bặm. Từng mô tả mình khá bánh bèo. Hân nói, ngay chính cô nhiều khi còn lạ lẫm với mái tóc tém và nước da rám nắng hiện giờ của mình. Sau gần hai tháng đi bộ xuyên Việt cô nàng tự nhận mình xấu te tua cảm thấy tự tin và thích nói chuyện hơn trước rất nhiều trong suốt buổi trò chuyện hân nhắc đi nhắc lại rằng không phải là người giỏi chia sẻ thế nhưng cứ mỗi lần kể về một điểm đến một thử thách trong hành trình nét mặt hân lộ rõ sự phấn chấn giọng nói cũng hào hứng hơn hẳn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Ngọc Hân, sinh năm 1997, từng làm việc tại một công ty ở Sài Gòn. Công việc ổn định, thu nhập tạm ổn, nhưng cô gái quê Trà Vinh vẫn cảm thấy bản thân mông lung, thiếu định hướng. Cuối năm 2019, Hân xin nghỉ việc và bắt đầu ấp ủ hành trình đi bộ xuyên Việt. Mình muốn làm một chuyến để đến năm 30, 40 tuổi nhìn lại sẽ không hối tiếc. Chuyến đi đặc biệt sẽ đánh dấu chặng đường tuổi trẻ và giúp mình xác định lại con đường, Ngọc Hân nói. Hành trình xuyên Việt của Hân bắt đầu tại Lũng Cú, tỉnh Hà Giang vào ngày mùng 8 tháng 3 đến ngày thứ 24 của hành trình, tức ngày 31 tháng 3, tại thành phố Đà Nẵng, Hân buộc phải tạm dừng chuyến đi vì lệnh cách ly xã hội phòng dịch COVID-19. Đến ngày 29 tháng 4, cô lại tiếp tục. Có đôi chút gián đoạn, nhưng 9X vẫn đạt được mục tiêu đề ra ban đầu khi hoàn thành hơn 2.458 km đi bộ và về đích ở Cà Mau vào đúng ngày thứ 51 của hành trình, tức ngày 25 tháng 5. Trước chuyến đi, Hân có gần 2 tháng để chuẩn bị. Mỗi ngày, cô đều chạy bộ 15 km. Ngày Chủ nhật, 9X đi bộ cả ngày, từ 60 đến 65 km, để tập cho cơ thể thích nghi. Ngoài ra, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời được hỗ trợ chi phí 15 triệu đồng hành trang lên đường của Hân chỉ vọn vẹn 2 ký với 3 bộ quần áo, hai bộ đi đường, một bộ đồ ngủ. Cô kể, những ngày đầu là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Vì phải liên tục leo núi, trong khi cơ thể chưa kịp thích nghi nên bị căng cơ, nhức mỏi. Ngày thứ hai ở Hà Giang, leo núi hơn 13 km, cứ leo liên tục. Ngày đó, chỉ đi chừng 30 km nhưng rất mệt, mệt hơn đi 50-60 km sau này. 9x kể lại. con số đi bộ 2.458 km trong vòng 51 ngày được hân đặt ra dựa vào tốc độ chinh phục đỉnh Fansipan cô từng đạt được trước đó. mục tiêu mỗi ngày trong hành trình đều giống như leo Fansipan. Tuy nhiên, con số này ban đầu khiến nhiều người nghi ngại. Ngay chính gia đình, bạn bè của Hân cũng khuyên cô nên suy nghĩ lại trước khi bắt đầu hành trình. Trong những ngày đầu ở Hà Giang, nhà mình gọi điện liên tục vì lo lắng. Nhưng sau khi mình đến được Hà Nội, mọi người yên tâm và cũng cảm thấy tin tưởng hơn. Mẹ của Hân, bà Phan Thị Ngoan, 55 tuổi, cho biết ban đầu gia đình không ủng hộ quyết định nghỉ việc đi bộ xuyên việt của hân tuy nhiên dần già bà ngoan cũng bị lung lay và thuyết phục bởi độ lì và sự đam mê của con gái út con gái lại đi một mình rồi bao nhiêu nguy hiểm tôi nghĩ mà thương con thường thì ngày nào hân và tôi cũng liên lạc bận quá thì hai ba hôm một cuộc điện thoại để biết xem con đang ở đâu tình hình sức khỏe như thế nào, có gặp vấn đề gì không, mẹ của Hân kể lại. Một mình đi bộ hàng nghìn km trong gần hai tháng. Hân gặp không ít khó khăn, nguy hiểm. Cô kể có lần phải trú vào nhà dân khi gặp kẻ xấu hay vài khi băng núi lúc trời chập choạng tối qua đêm ở quán ăn ven đường vì không tìm được nhà nghỉ lắm lúc mệt mỏi, đuối sức, rồi phải chậm trễ. Ngoài thì có, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc, Hân chia sẻ. Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 23, tức ngày 25 tháng 5, Hân đặt chân đến mũi Cà Mau, điểm cuối của cuộc hành trình. Không giống cảm giác sung sướng, hớn hở khi chinh phục được một đỉnh núi hay một điểm đến. Đó là sự mãn nguyện và cả hạnh phúc sau hành trình đất dài. 9X chia sẻ Từ một cô nàng bánh bèo, nữ tính, sau gần 2 tháng đội mưa, đội nắng, đi bộ. Hân hải hước nói, giờ đây cô tàn tạ quá, không biết bao giờ da mới trắng nổi, tóc mới dài ra. Thế nhưng, khi nhìn lại hành trình Hân thấy thỏa mãn, cuối cùng Cô gái 23 tuổi đã không còn mông lung về tương lai. Trong đầu cô giờ đây đã có sẵn lộ trình sự nghiệp trong những năm tới. Sau chuyến đi này, mình thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Trước đây, mình là một người tự ti, nhưng giờ đây mình dám mơ cao hơn, biết đặt mục tiêu lớn hơn. Từng tự hỏi có hay không giới hạn của con người? hân hiện giờ đã có câu trả lời cho chính mình mình nghĩ giới hạn nằm ở tư tưởng suy nghĩ chứ chưa hẳn đã phụ thuộc vào sức lực tất nhiên làm được hay không còn phụ thuộc vào nhiều thứ nhưng trước hết nếu nghĩ còn chưa tới thì sẽ không bao giờ làm được nên thông qua hành trình mình muốn truyền tải thông điệp xóa bỏ giới hạn của bản thân để sống một cuộc đời như mình mong ước. Hân chia sẻ. kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là những thông tin liên quan đến cô gái ở trà vinh đi bộ gần 2.500 km dọc Việt Nam trong 51 ngày từ lũng cú của tỉnh Hà Giang đến mũi cà mau. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo